Cái gớm hả? Cái gớm mình nhập cái gì? Vô làm gì? Nó đẹp, đẹp trai mà, cao to mà. Yếu hả? Yếu gì vậy? Đây. Đẹo chứ gì? Con gì? Con nên ngắm trai chứ ăn. Có gì đâu mà ăn. Không nói hả? Không nói gì đây, trai đâu ngắm. Tại có khác nhập không có được. Sao vậy? Không có cái nào thích hợp hết trơn. Nhập thôi có còn thích hợp cái nhập được hả? Ừ. Trời, nếu mà nhập được thì chắc ai cũng nhập người đi đường đâu có gì đâu. Ló nhập vô đây nè. Còn mày xấu ồn, mập lùi. Biết không? Nó to cao mà. Đẹp trai mà. Rất là đẹp trai nhà Hàn Quốc cơ. Cái này được không? Cái này có được không? Có cái mà bị dừa đó kìa. Nó trước đó, không phải là chỗ chơi đùa đâu. Đang bật đó. Đó thì sao mà yếu dữ vậy? Có nước không? Nào bây giờ mà tôi mất. Nhìn gì? Có áo luôn ngực không có tiền. Cái áo này đẹp mà. Nhảy xong chớp. Bên này. Mọi người ở bên nào? Nước chớp ở dưới trong đầu cầu dưới đây nè. Mày dớt lên không còn đồ đạc dưới chơi. Mặc cả áo này đi. Nó đẹp. Ủa chết thì dính chân mình sao không có đồ đạc. Cá hiểu luôn. Rồi khi người ta dớt lên đồ không một cái chân này nằm dưới nước lâu quá trời luôn. Tại cha mẹ không có chấp nhận trai mà không làm gái bấm bơm ngực mà không có tiền. Bây giờ chết rồi bấm ngực chi nữa. Nhưng mà xấu. Nắng rồi. Lạnh chết tôi đêm mà. Có sợ mùi sương không? Sương xuống có sợ không? Lạnh đầu không? Nhưng mà đều nhiều cô hồn á. Ăn hiếp. Có thấy mình tôi ghê á. Ăn hiếp sợ lắm. Lâu lâu á có người này không nhập vô mà. Chỗ này không có trai hết trơn á. Vậy dắt về nha. Giờ có tối không? Không. Thôi mình kẹo đi. Mà ăn với nó xuống gần xuống quá rồi. Gì đây? Bánh á. Bánh nó ngon lắm á cưng. Con lão rồi. Có độc không? Trời ơi. Có bỏ độc trong đây không? Người chết mà sao có độc nữa. Trời đất ơi, sao người chết khôn quá vậy? Lỡ qua bỏ độc vào hại tôi thì sao? Thì chết lần nữa hả? Chết rồi mà. Nhưng mà tôi chẳng sợ. Trời ơi. Bà ăn trước tôi coi đi. Khô gì vậy? Trời đất ơi, cái dông gì mà khôn dữ vậy trời. Trời ơi, tôi bạc hơn cho tôi coi đi. Tôi không muốn chết thêm lần nữa đâu. Bánh có độc. Bánh này bạn có bỏ độc luôn rồi. Ta thử. Ta thử. Thử.
thấy ăn thích không? Cái dông này nó khôn ghê luôn. Thích không? Nè, năn nỉ. Ngon không? Ê, cái nào? Dở ồn. Không muốn ngon gì chưa? Dở. Mày ăn sao? Tập lên trước tôi coi đi. Ngon lắm á, ăn đi. Tôi thấy mình nhả rồi. Tôi thấy bà nhã, bà đừng có xảo với tôi chết chứ tôi đâu có bị khùng. Đây là cái thanh long, tôi thử mà thôi. Trời ơi. Rồi ăn này anh. Kệ bà chứ, bà khùng mà mới ăn cái nhỏ thanh long. Trời ơi, tôi gần hồng mai mà tôi bị tâm thần, nó mới điên nữa trời. Trời ơi, có muỗng này. Trời ơi, bà đê này khùng quá. Trời ơi, bà ăn luôn đi. Sao mà bà cầm tay không nổi, tôi không ăn nữa. Trời ơi, dẹp. Bây giờ mặt tôi tán mà bây giờ á. Bà tin tôi theo ám không? Trời ơi, con ma này ghê quá ta ơi. Ra đi. Ơi chó ăn đi. Chó ăn đi, đừng chọc nữa. Đây. Năn nỉ. Năn nỉ nha. Ôi trời ơi, thương nè. Trời ơi. Xỉu rồi hả? Ôi nó xỉu rồi. Mày sắp ăn ghê luôn ta ơi. Thử nó một chút nó không ăn cái nó giận xỉu luôn. Mày bị gì khó tính nè. Gì vậy? Gì bà? Gì vậy? Ủa gì quấn tôi má trời nực chết mày quấn gì lum nhân trời. Ôi. Đi ghê luôn nha. Chưa ăn cái đùi gà nữa. Đùi gà nè ăn không? Ừ, chưa ăn đùi gà. Ăn đùi gà cho ăn trái cây nè ăn không? Bi đê hả?